Bố với thêm luôn 10 triệu thưa ông. Mẹ mình đi kéo nó không ra con ăn này. Kéo nó ra con ăn này. Mẹ kéo rách rồi. Mẹ bài này cũng cũ con mẹ rồi. Đàng hoàng mày liêng cái này, còn mẹ mày liêng thì ăn thì có cái gì đâu mà bài rách rách của bài mới rách đám hai đánh 2 năm 2 lá không 52 rồi mà bài này tắt bét đi gì đánh bài mới này bài đâu mày nói mày đánh bài mới đi nặng phá mã thế gì nặng phá mã cái gì kéo không ra con át cái gì này kéo ra át từ tao đánh này ra này rất cười mày đánh bài mới mày đánh cẩn thận nghe chưa cẩn thận không cẩn thận bố mày bịt là được bịt chặt tay luôn đi xé bài của bố mày đã rách rồi thì cần mày mới ấy, mày xem mà tao mà lấy rách bài bỏ ra đây ra đây 1 triệu đi cứ thế mà bỏ thôi cắt đi đây này đây nặng gớm thật tao nặng luôn mà ra con át thì thôi mày nghỉ luôn thì cho nó nhanh thật mẹ bài nặng nằm đeo bố mày tiền tỷ đây mày bảo là nghỉ á mà đúng thật nhỉ đúng thật mà xòe mẹ ra luôn như này đấy đúng không đấy như thế có phải hay không mày vừa nãy 10 GQ đánh 10 triệu đúng không 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 em 9, 10 gì đánh 9 triệu luôn đưa con ca đây đánh cho ba 9, 10 gì đánh 9 triệu luôn mẹ ơi con ca thì mày cũng đúng vào, rồi vào thế rồi. 4 đấy phải thua 4 này là đúng rồi ôi, vào thế quy năm hơn nhau ở cái cánh và hơn nhau ở cái liều đấy chưa liều mày vào là phải liều ngay chứ không liều thì thôi ui mày đừng có bốc phét đi mày được ván này cái tinh vi tinh đây đủ tiền đấy nặng méo hết cả mặt xé hết cả bài tao ra bài nào giờ được mà đánh tự nhiên đấy cái nền này mà lại đánh bài đỏ các ông buồn cười nhỉ bài nào nhất đây vi tinh tướng chơi tao đi chơi nhiều rồi hơi bấp nhưng mà chúng mày nói lắm đấy. Sao chưa trọng nhá ấy thôi nhá đánh đi con ơi cho mày ăn 1 triệu này. Úi trời. Úi trời cân à? 4 triệu thêm 2 triệu. Cân đúng không? Cân thì ăn đi. Bao nhiêu? Thêm 2 triệu. 2 triệu cân luôn đi. Có đánh 7 cái này 9 này. 9 gì à? 9 ăn đi. Đây cũng 9 thì chỉ 2 con thôi. Số 3 2 3 cháu 9 chứ. 3 cháu. 9 2 con đây. À, này làm mỡ đấy. Ăn thua gì? Ông ơi cắt cái cho tôi đỏ rồi. Từ từ chính là đấy. Tao mà cắt thì tao phải mày đỏ chúng mày đỏ. Tao cắt thì chúng mày. Mày thật. Tao là cầm chim chúng mày đái à? Ừ, quần. Ôi giời. Đấy, mày thấy chưa? 2 triệu cân. Mở luôn. Đánh như nào? Mở. 2 triệu á? À? Đúng rồi. 3 con là đánh bài 3 con hay 4 con? À cây cho rồi cứ bỏ tiếng đó là vẫn đang yên vị này căn vào đây đây căn rồi đây liêng tao lên bài thì nó phải khác gần cả liêng tao cúp đấy tao cúp đấy có bài mình đen nhỉ cúp vướng rồi tao cúp đấy bỏ như 200 này vào cho nó đỏ cứ thằng nào cúp là thằng ấy ăn thật chúng mày có nghe tao kệ chúng mày thằng nào cúp thằng ấy ăn chưa chậm như ông này này thằng này chưa ảo lắm ảo gì có làm được cái gì mà ảo với không ảo không cần biết nó ảo tao hôm trước tao cũng cho đi củi tao 1 triệu 2 triệu này thêm xanh mẹ chín thêm 3 triệu mày tổng 5 đúng không tổng 5. Cân cho những nhà dưới biết là thế nào là 2 triệu này 1 này 2 này 3 cân để chúng mày biết thế nào là đánh liêng cái đeo trôi rồi trôi làm sao 9 là xì 8 ca rô không thì 9 là xì 8 em đéo trôi 8 là bắt là đúng rồi bắt tôi khi tôi đánh cái hiểu chưa tôi toàn đánh tao tao cũng bắt à, ông bỏ gà vào ông ơi đếm mấy triệu 1 triệu mà đủ chưa thiếu ơi này tôi đánh những kiểu gì ấy kiểu gì này này anh là bản lĩnh này bốc cái này đây chơi ôi bốc bìa à 2-3 con à chiếc này được chưa? Được rồi. Thấp xuống tí nữa. Thấp cái gì đâu nhìn được. Gớm. Bọn này giờ chưa. Bỏ luôn. Những nhà khác. Bỏ luôn. Ăn không à? Ăn
này đúng không? Ừ, mẹ anh không thật khổ đi. Ừ, cho nhất là bỏ để nó theo nó cắn nước đây. Nghe anh đưa đây. Đây của bố đây. Đấy. Đây, con này. Con này gà gì không? Đây, một cái nào. Bao nhiêu? 5 triệu này. Chia đâu? 5 triệu kia. Đấy. Đây đúng không? Mày cứ giả vờ hả? 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lúc được tí tiền đọc trước nhỉ? Vui gì? Được vui gì? Ăn được bán là nghe cưỡng lên ngay. Đúng thật. Ăn được 2 không? Tôi ba, một luôn tôi, ba, được. Tôi ba, tôi ba. Một, hai, ba, bốn, năm. Cân á? Ừ. Sao ông Liêng ông lại cân? Cân, cân rủ ấy. Chín là rồ. Liêng thật à? Liêng thật mà. Đoán đúng rồi. Sao không phải không tố ngược nó cái? Tố biết nó Liêng thì tố làm gì? Thế thì biết nó Liêng thì còn đi tố đấy, tao chịu thua chúng mày. Mày phải chỉ cần tốn 5 triệu đập lại 10 triệu ngay. Đây, gà đây này. Đấy. Đấy. Tiền đẹp ở với người sinh này. Tốn ngược ở đây là hỏng luôn đấy. Tốn ngược là hỏng nghe nó thật đấy chứ. Nó giảm vào cân đấy. Nó giảm vào cân nhé mày. À, mình đánh nhỉ? Không, đủ đánh đấy. Mày 2 lá. 3 lá, mực cười. Mày nói câu chuyện đấy, đấy là làm nhàng đấy nhá. Làm nhàng cái gì? Sắm cho đàng hoàng vào. Mấy là cân? 3 cân. Mấy là cân? 2 triệu cân đúng không? Đúng rồi. Tao bán này rách bài luôn. Rách thì chỉ không ra được. Mày rách bài mày đứng dậy về mày ăn luôn đi nếu. Đấy, 4 hàng rồi, 4 hàng rồi. Mấy lá bài? 4 hàng rồi đúng không? 4 hàng đúng không? 4 hàng đúng không? Nhanh nhà dưới nhanh. 4 hàng là 1 là 9 1 10 đúng không? Ok. Đấy, 5 này 1 10 rồi, 10 đánh 10 không? Rồi. 10 rồi. Ôi giời đen thế nhỉ. Đánh lên chưa? Phô đen lại bỏ rồi. 2 thêm 2. 3 cái bài đâu được. Mày tao đánh 3 cây thì thả 2 triệu. 4 triệu là cân à? À lên 163 cái ván bài này, đi ván bài này đánh làm sao được? Thêm 3 triệu nữa cho mày. Thêm 3. Cân thì thôi chứ còn chờ cái gì nữa, đánh thì chí hết tiền rồi lấy đầu rồi đánh. 4. Thêm 4 nhá. 1 triệu, 2 triệu rồi. 3 này, 4 này còn 2 cho mày. Bài này không bao giờ cân được. Cân luôn 678 này. 678 á? 678 đấy. Đây này. Cái gì? 5 3 mẹ em đi ăn thật đi. 5 điểm thôi. Mình mà lên 3 con 6 thì đẹp nhỉ? 3 con 6 á, 3 con 6 thì về vườn nhá. Lại lên 10 rồi. Nhà tao mà này không bao giờ tao đi cân. Thêm thằng này thì hết tiền, thêm 1 2 triệu thôi. Liệu đã sáp thì cân thôi. Thằng kia kìa. Dạ, thiếu cái là cho tí cái, chiêu bài cho nó bỏ nhá. Cái này hay trốn gà lắm. Tôi ăn vào bao nhiêu tiền như này tôi trốn con gà không làm gì. Nhà nó còn không. Ôi lại 10 tiếp à? Mới có lên được 7 không? À ba hàng xích lô rồi, nhưng mà hàng này dày lắm. Có không? Để đánh này. Hàng này dày lắm, hàng này là có điểm rồi, đánh được. Đánh thì cân hay là như nào? Bỏ, thôi bỏ mẹ đi. Ông lấy đi em kia. Hàng này, hàng này. Đi thêm triệu đó. Mày ăn luôn, mày sang đúng nhà không có điểm đấy. Em có điểm không ai vào đây này. 9 mình đánh sao được, mình 8 thua là đúng rồi. Thế là mình 2 con hình, mình không lấy con hình 9. 2, 3, 4 9 rồi, thằng 6, 7, 8 lại thua rồi nhỉ. 9, thằng 6, 7, 8 thua rồi nhỉ. Liêng thì... Đúng là thằng này Liêng lên 9 nhỉ. 9 ở thằng 3 đỏ đấy, Liêng là xuống 9 là đỏ đấy. Tôi nhỉ. Ông đấy. Ui giời ơi, bài 2 triệu rồi. Đánh 3 coi. Cần. Mày còn không có cái đỏ gì ta còn khó. Không ngước được. Ui sợi máy là cần. 2 triệu thôi. Cân thêm 2. Cân thêm 3 đi. 2 triệu này. Đấy, 1, 2, 3. Mỗi nhà 7 điểm. Hỡi những nhà 7 vào đi. Sao? Ông đi bỏ rồi bỏ tôi cũng vào đi. 3 triệu cân mày thì... Mày? 8 điểm thì ăn lâu rồi thì... 8 ăn trước tao đã bỏ thì mày còn đánh làm gì? 8 thì muôn đời thua 9. 9. Mày cứ ngồi đấy. Hơn đâu cái nước đè tao tí, tí tao đè lại. Đè luôn ván này được không? Được. Mày buôn. Đây tôi lấy tiền về đã. Ôi, đây này được mấy ván là mồm. Hoang 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 hoang. Này, kinh thật. Đánh con gà thôi mà tí gãy không? Mà cắt em. Cắt à? Đấy, cắt thì đánh luôn đi nhá. Đây, đây, chia. Ôi, ông làm cắt làm nhằng lắm. Đây. Bọn nào bọn nhìn thấy hết bài. Cắt thế nó mới đỏ. Đấy, bài đâu ông chưa? Bài ông chưa? Đúng rồi. Đây, đây, đây.
Ông là cấn bảy hai triệu cân thêm 2 triệu đó, cân thêm 2 triệu bỏ có điểm đâu mà không đánh. Mẹ bài này khó đánh nhỉ, đâu ai không xem nào đấy con ba cây đi để 8 luôn. Mày bài mấy điểm? 8 điểm luôn. Mấy điểm được cân? Thêm 2 luôn. Đoán bước vào đây. Cân. Đoán bước vào đây. Cân. Đoán rủi kỳ ca. Tao 8 đấy. Mày ăn được không? Gấp mày đọc 8 mày chết đi. Ủa 8 đỏ kìa. Cách, cách mày đánh con. Tao biết là 8 rồi nhưng mà không biết là mày 8 có vốn không? Đoán mò không? Em ạ. Mày đen thế gì? Đoán mò thôi. Đoán mò thì tất nhiên là đoán mò rồi nhưng nhìn cách đánh là... Mày có tin cơ mà mày bài giỏi mày bán đi bắt cách đánh của tao đi. Mày đánh bài cáo mẹ em bắt cùng hên xui thôi bắt phải. 8 cơ nó vẫn vào. Mày vào đây mà bắt cách đánh của tao đi. Hên xui bắt phải đấy. 8 cơ nó vẫn vào mình đánh đâu. Đánh đi. Nó có mình ăn quả đấy rồi. Rồi thêm 2 triệu rồi. 2 điểm bài chịu chết rồi. Bỏ luôn A về 3 đi. 2 trên 3. Gớm thật. To đấy. Ôi tắt tay luôn đấy. Tắt tay rồi. 9 bỏ. Bắn nó liêng rồi. 9 bỏ. Thằng này tắt tay nó phải tầm bằng 789. Hả? Nó đã tắt tay. Mày thiếu 1 triệu. À đúng rồi. Tắt cái gì mà. Ông là ông bốc mẹ đi. Bốc. Toàn tiền lẻ như này. Tiền lẻ. Đóng ra chưa? Chưa đấy. 3 này. 4 này. 5 này. Lên bài thế nào? Tiền đã đếm rồi, đã tính đếm đâu mà đếm. Ô, lại gì à? Ô, lại gì nữa? Ô, thằng nào quy ban quy đánh với tao nhá. Đánh đi. Thằng nào ban quy đánh với tao, tao ban gì đấy? Cân. Mới lại có 2 cây. 1 2 3. Cân luôn. Ông đánh đi. Mấy điểm? 3 triệu, 4 triệu cân à? Ừ. 3 hay 4? 4. 2 triệu thôi. À 2 thêm 2. Thế. Nói mẹ thêm đi giả vờ đấy. Tôi bỏ rồi. Ông kia bỏ luôn thì tôi đánh nhỉ. Tôi nặn rồi. Đây nặn được 2 con đẹp đánh, đánh nhưng còn nó nặn đâu. Nó cái mà. Có 2 triệu là cân thôi. Giả thì tôi đếm đấy mày cũng vội làm gì. Đấy thêm 4 tổng 6 cân đúng không? Thôi cái to này phải nặn đấy. Đây giả cho mày xong rồi. Hết chưa? Chéo đang đánh bạn rồi. Đòi mấy là cân? May cho mày đấy. Mấy là cân? 6 triệu đúng không? 1 2 3 4 5 6 này. Đủ 6 này. Thế thì 4 1 2 3 4 10 triệu 8 triệu cân. Triệu rồi. 10 triệu cân, ông này 8 triệu cân. 8 triệu cân. Đi cân. 3 4 5 6 7 8. Còn lại 10. Ông này bỏ à? Bỏ rồi, tôi bỏ rồi. Thế thì đánh gì nữa, mày mối ông này thì... Đánh tôi làm gì, thêm cho mày 10 tiền đâu nhỉ, là tiền. Mày Yên đánh nó, Yên lên đánh nó. 9 cao thôi. Còn 10 triệu nữa. Đôi. Vứt mẹ chúng ta đây. Bỏ người này, thế, 9 này thì đánh gì thế rồi. Lộ thằng này. Mày bỏ 10 triệu vào. Có thêm 10 nữa kìa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này. Như này bắt bằng cái này. Tính tiện để xem nên thêm hay không á. Nó chỉ tầm 9 đô là cùng rồi chứ. Nó có xem thằng này chưa? Nó có liếc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thêm 10 nữa. Tò nốt đi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cân này thế thì mày 5 triệu nữa. Được xem bài tôi hồn tí đâu. Không, mày cứ để hết đấy. Tôi hồn thêm 5 triệu nữa. Không. 1, 2, còn 5. Cho nó hồn. Tôi hồn thêm 5 triệu nữa. Đây, tí nó chia nó. Còn 10 triệu nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mày chung hay là trừ nợ đấy? Trừ nợ rồi, còn đây là tao chung với nó. 8, 9, 10. Tôi đã đánh mỗi tiền chẵn với tiền lẻ nữa về. Tiền chẵn nó. 1, 2, 3, 3 triệu rưỡi. Thêm 3 triệu rưỡi. Cần cho nó thôi. Mày cân đi. Tao cho mày ăn 8 triệu rưỡi làm tất cả mày góp ăn được 10 triệu nữa. Ăn ra 10 triệu rưỡi. 8 triệu rưỡi mày ăn 5 triệu. Mày khôn mẹ thế mày có tiền đủ đâu thì tao cho mày vay thì có lái chứ. Tao bỏ 8 triệu rưỡi vào ăn 10 triệu này. Lập đi, quy các kịch. Ăn cầm 10 triệu. Cái gì? Cầm 10 triệu về. À mày 10 triệu. Tao đếm chưa? Mày đánh. Mày chẳng có nghìn nào cả.
Không có gì nào hết. Đây. Cái gì? Ba làm gì à? Ba gì London đây. À mày, cái gì? Mẹ bà mày vào thế. Trong đánh liêng ấy, mình mà yếu tim thì gặp một vài cái thành phần nó tố lão thì mình không thể đánh được với nó được, đúng không? Hoặc là ví dụ như nếu mà mình mà hay bắt thì nó thật là gặp những thằng nào mà nó đánh thật, ví dụ nó có liêng là nó biết đánh thì mình mà bắt là mình cũng hỏng ngay, đúng chưa? Và để mà giải quyết được hai cái vấn đề đấy là mình phải biết rõ người ta có bao nhiêu điểm, thì lúc nào mà nó tố láo là mình bắt lại, còn lúc nào nó đánh thật thì mình bỏ đi, đúng không? Thế là mình giải quyết tất cả các đối tượng nào mà chơi với mình, kể cả nó chơi đẹp hay là chơi xấu, nó chơi tố láo hay là nó đánh thật, mình chơi tuốt. Và để biết rõ nhất về cái điểm của nó thì mình chỉ có cách duy nhất kín đáo và hiệu quả là mình dùng con kính gọi là kính áp tròng nhìn xuyên bài. Hộp kính áp tròng nhìn xuyên bài đây. Kính áp tròng nhìn đựng trong hộp này. Đây. Người áp tròng người ta gọi là đeo sát vào trong tròng mắt. Đây này. Đây ở trong này này. Đây cái lọ đựng hai cái mắt kính này, mình đeo sát vào trong tròng mắt để người ngoài nhìn vào không biết là mình đã đeo kính. Đấy. Trong cái hộp này nó có cái cắp kính và cái que đỡ kính này. Đấy. Còn kính sau khi mà đeo vào thì mình nhìn rõ từng con từng chất đây này. Đây. Nhìn rõ này. Đấy, nhìn rõ chưa? Gì này? Cái 8. 8 này. Cái gì? Gì tiếp này? 7. 7 này. Rõ nét này, 7 này, đúng không? Đúng rồi. Từng con từng chất nét căng như vậy. Thì ví dụ như vào một cuộc chơi như này. Người ta chia cho mình một ván bài kiểu người ta cầm một ván bài kiểu như này này. Đấy, đúng không? Đây. Mình lên nhìn phát luôn này. Đây có dấu cộng này, đúng không? Đúng rồi. Dấu cộng là thập, thập tức là 10. Mình có 5 con 6. Nếu mà lên một ván bài như này nó tố khoảng tầm 10 triệu hay 100 triệu mình vẫn bắt ngay. Và mình biết rõ nó có điểm béo đâu, đúng chưa? Hoặc là ví dụ như là nó lên một ván bài như này đi. Đây, rõ điểm như này. Ví dụ như chia lên là nhìn thấy nó như này phát. Mình có lên được 9-10 G hoặc là mình lên được GVK thì mình đánh lên 9-10 G hoặc là lên 9 điểm ấy chẳng hạn. Thì mình vẫn bắt bỏ, bởi vì làm sao? Bởi vì là 10 này GQ này đúng không? Mở ra xem này. Thì mình biết rõ mình đã thua nó rồi, chắc chắn là thua rồi, mình tội gì mình đánh, đúng không? Thì để mà khi mà đánh liêng hiệu quả và hay nhất thì mình giải quyết được tất cả các đối tượng thì mình chỉ có dùng con kính áp tròng nhìn xuyên bài. Với kính áp tròng nhìn xuyên bài là bài đi theo kính này, nó giống y chang như bài bình thường này. Giống y chang như bài bình thường, người bình thường không thể nhìn được, nhưng tôi biết đây là con ri này, rõ ràng luôn. Đấy, ok chưa? Nhìn nét như này có nhìn thấy cái gì không? K này, K to đùng luôn này. Đấy, các bạn không nhìn thấy được nhưng mà tôi nhìn thấy bởi vì tôi đang đeo kính áp tròng rồi. Ok anh em.